chào cả nhà nha. Rồi lại đây coi Phong làm gì cả nhà ơi. Hôm nay hai vợ chồng vô đồng để kiếm bữa cơm chiều nha cả nhà. Giờ này chiều rồi. Chào cả nhà anh. Chào cả nhà. Giờ Phong kiếm được cái dũng rồi. Giờ đang ấy nước ra cả nhà cho nó cạn để bắt cá. Chiều không bánh tát với anh. Thấy nãy giờ ụt chốt chưa á. Gì hả? Ừ. Mà không biết có nhiều không nữa. Để bắt thử đi ăn buổi chiều đi. Kiếm cơm buổi chiều ăn ha. Hổng gà cũng lâu lắm rồi mình mới vô đồng lại ha anh. Hôm nay vô đồng á thì lúa nó cũng đã chín hết rồi nè cả nhà. Đây quay là chuẩn bị cắt rồi. Lúa hôm nay thì nó vàng hết rồi cả nhà ơi. Quá trời luôn á, vàng nè. Đã dữ dằn lắm luôn á. Giờ Phong thì tát ra đợi nước cạn xong rồi xuống bắt cá nha cả nhà. Hôm nay đi thì có hai vợ chồng đi à. Trời thì cũng vừa chuyển mưa xong. Trời thì mưa mới vừa dứt cái hột mưa á cả nhà. Hai chồng thấy vậy thôi, buổi chiều không có cơm chiều gì hết á. Rồi xong rồi hai chồng chạy vô đồng kiếm mớ cá rô về ăn cả nhà ơi. Thấy cá lồng tông cũng quá trời luôn kìa anh. Tông quá trời luôn. Hình như thấy có cá rô trong hang kìa anh. Hả? Không. Ừ, trong hang á. Để xuống cho cả nhà xem nha. Cá rô chà bá luôn kìa. Đi lằn lằn xuống cả nhà. Mưa vừa xong nó hơi trơn trượt. Ồ, cái gô lóc kìa. Đâu 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 đâu. Chút bắt mới được. Đó. Ê, không, cái gô. Cá sặc đó, đó anh. Đây. Rồi lóc xuống rồi. Tại đại đi chút mình bắt. Đây nè cả nhà. Thấy cái gô nè cả nhà. Cái gô đằng này bự bự không à. Đuôi của nó kìa, anh lướt ở trong hang nè. Đâu. Lướt đầu đây nè. Hai con mắt nè cả nhà ơi. Quá trời rồi. Này hai chồng ra đây trúng mổ cái rô bự cái gì vậy? Thấy tự giờ cá nó cũng quọn quọn nè. Giờ Phong tát thêm một chút xíu nữa là có thể bắt được rồi. Nó tát nước cũng gần gút rồi nè cả nhà. Ồ, cá lồng tông nè anh. Cá lồng tông dữ lắm. Kinh khủng thiệt luôn nè. Hình như ở đây có tép nè, nó đùa với cái giò em nheo con lắm luôn á. Ai cho hết luôn bắt vậy cho cái nhà thấy. Sẵn tát cho cạn luôn hả? Ừ. Cho lồng tông ra ngoài xem luôn. Cái lồng tông anh xúc ra hết luôn, coi chừng xúc cái gô đi luôn anh. Trời cạn rồi đó anh ơi. Lấy cái thao luôn nha anh. Kệ kệ anh, cá rô kìa anh. Nó cái tay anh múc cục đất rồi đó. Ở trong cục đất á. Em mới thấy con cá rô nè, anh móc tay bên đây nè. Không, không tiêu rồi. Ủa sao hay vậy? Anh thấy rõ ràng cá rô á. Bù phi. Trời ơi, cá rô bự nè anh. Nè, lóc đây nè. Nè. Gì hả? Để anh lấy cái thao. Ủa cá lồng tông nó nổi lên quá trời luôn nè cả nhà. Ôi, mình thấy ngon cái gô đồng rồi nè. Ở đây nè. Ồ, nó chuối nghe giò nè cả nhà ơi, quá trời luôn rồi. Nó nhảy nè. Quá hay ham rồi, quá đã. Đó, giờ tới là bắt cả nhà ơi. Tới giờ này là tới giờ bắt nha. Bắt cái gầm nè. Ừ, có cái gầm nữa ha anh. Ừ, thả vô đây đi. Về mình nấu canh chua cũng được. Ồ, cái lồng tông này bắt không? Ừ. Nè anh, em thấy con cá gô ở đây nè. Sạc bắt luôn ha. Ừ. Đây cá rô nè. Ngót. Nó. Cá rô không? Cá rô nè. Cá rô bự. Đó. Đây nè. Bắt mấy trình hang đó trước đi. Nè. Ồ, vô hai con luôn. Vô hao. Đây còn nữa. Ồ, quá đã. Hết rồi hả?
Vậy chứ cũng nhiều lắm đó anh. Nhóc hết trơn kìa. Cái hàng đó vừa không có hả? Không. Cái gồ trắng từ ngon kìa em ơi. Đâu? Cái sạch, cái này cái sạch. Cái gồ đây nè. Đây kìa, thấy rồi, thấy rồi. Đó. Ôi chà bá luôn. Chưa. Còn con nữa. Kìa, nó nó. Hai con luôn, hai con luôn. Hai con nữa hả? Quá đã. Đó. Cái sạch. Cái sạch hả? Còn con dưới đây nữa. Nó chuối trong đó anh. Cá gô chuối hay ha. Ừ, nó hay lắm. Nè cá gô nhỏ nữa kìa. Ủa, hai con luôn. Không ra hả anh? Nè nè. Đâu? Ờ, thấy rồi, vàng khẹ kìa. Còn đây nữa nè, hai ba con luôn á. Ừ. Ô, quỷ gỗ luôn rồi. Nóc chân nữa. Nóc chân luôn. Cái gì có lớn lót đó nha. Cái bự, cái bự. Dạ. Ừ. Nằm đây nè. Nhìn đèn nó có gô nè. Ờ, nó chua trong đó hay vậy anh? Ừ, coi có cái gì nó đang. Ừ, móc ra luôn đi. Phải không? Ủa, cái chê con. Ủa, cái chê con hai ba con luôn. Vậy hả? Ừ. Có cái chơi mẹ không? Đâu anh? Cái chơi con. Ừ, cái chơi con kìa. Anh dở mấy cái bao nó lên anh. Cá nhiều khi nằm chỏng anh. Ê, cái này không có gồ nữa nè. Lấp 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 lấp. Ra luôn cái gì? Ngoài luôn cái gì? Kìa kìa, lóc xuống kìa anh. Đó, đó. Một con. Một con nữa. Ừ, lấp ra ngoài. Bẹp. Nó nhỏ không vô. Giống như tiệc chiêu của cha. Nhặn đầu nó xuống. Bắt luôn về nuôi. Nãy cái gô đâu đây à? Nãy có cái gô đó. Đây. Hả? Nó nhỏ. Cho nó vô luôn. Hình như là còn nó phải không? Ừ. Kìa nè nè nè. Em thấy nó lóc cái chê. Cái gô. Cái gô hả? Ừ. Nó quản cái chê trong đây nè. Chơi nó ưa nằm trong mấy cái bao á. Hôm nay đi trứng bánh thiệt. Người ngõ có gô cả nhà. Biết nằm đây. Bóp lại. Đi vô. Rồi. Hết hả? Hết rồi. Đã không lẽ bữa nay ít vậy sao ta? Nó lóc vô đây nè. Đâu? Kìa, nằm đó. Mấy cái kẹt nhỏ nhỏ nó mở chui vô hay thế anh. Nè, coi đây. Hay lắm. Lớn nào. Ừ. Cho vô hao luôn. Cái lòng tông gì mà quá trời cái lòng tông rồi. Cái lòng tông chà bá không á anh? Dạ. Ăn lòng tông ghét ngán rồi cả nhà ơi. Giờ có cái gô rồi. Cua. Lâm lâm cho bá không à. Cái chê này sợ người ta xẹt ta bắt. Đúng rồi, sợ xẹt á. Mấy cái hàng kẻ kẻ này anh moi ra anh. Ừ. Vô. Chiều nay vậy là như đó là đủ buổi cơm chiều rồi đó. Cơm chiều rồi đó. Nó
Đây nè, đây nè. Mặt luôn. Đầy mặt luôn hả? Ừ. Nè anh. Em lấy cái giò em búng búng. Có thấy không? Chuông hỉ vậy. Cái lỗ nhỏ nhỏ á. Chuông hỉ quá. Mà nó nằm im ghe trống luôn trời. Cô phí gì vậy? Wow quá. Gì hả? Ừ. Oh, wow. Đâu? Ừ. Oh, chà bá gì nè cả nhà. Quá trời rồi. Nghe thấy không? Còn có con nào với thầy nữa không? Nằm tút dưới đất luôn á. Ừ. Nằm sát mặt đất. Đây nè anh, đây con cứ gô nè anh. Ừ, đây nè. Thấy không? Hay. Hay ghê không? Nó hay lắm. Hay nè. Nó nằm như kẹt không thấy. Cua. Hàng cua hả? Ừ. Cua. Dạ không có rồi. Lúc mình tát phải nằm dưới luôn. Ừ. Nãy đây hình như con lúc không? Con. Nãy đây đây anh. Đây nè. Đụng dưới đây. Ừ. Có không? Nó đó. Nó mới đưa cái kiện lên. Dính. Rồi lên. Lên cả nhà ơi, kiếm thêm Dũng nữa hai chồng tát thêm cả nhà ơi. Ông xả nước cái ra cho nó sạch cái nhà để bùn quá cái nó ngợp nó chết. Thấy cá bự bự cũng không nhiều lắm luôn á anh. Cá khủng không à. Đi kiếm qua bên kia mình kiếm thêm Dũng nữa mình tát lên đây. Kiếm thêm Dũng nữa tát. Tát thêm Dũng nữa kiếm thêm ăn rồi. Ôi ngon rồi. Cá gô. Cái gô con nào ném vào đó nè. Bán luôn cái này anh. Cua đồng là này chính cống luôn đó nha. Cá vô hùng. Rồi hai chồng kiếm cái bò khác ra để mình tát tết cả nhà. Tú ở đây cũng dạng chân nè. Đi. Đi ngang vườn chuối. Con thấy bụng chuối dính nè. Ừ. Có bụng mà thấy bụng chuối dính. Ghê ha. Cây đặn cây nào lấy cũng phụ. Ừ. Cây nào cây nấy chà bá không à. Ở bên đây không biết có Dũng không nữa anh. Kiếm ơi. Nước này khô gan luôn hả? Ta xả ra anh. Tôi leo quay tới cắt lúa nè. Vài bữa nữa là mình vô bắt chuột được rồi đó cả nhà ơi. À vậy bữa nay cắt lúa là vô xử miếng chuột rồi. Cái dụng là tập hết giờ ta cắt hết đó em. Ừ tùy theo chỗ chứ đâu phải chỗ nào cũng cắt lượt lên. Ồ mấy cái con gì nó bay dữ rồi nè. Cái cây nó gió quá nó ngã nó kìa. Đâu? Ồ ồ. Cái đằng. Bị đằng nó ngã gì luôn hả? Ừ. Hay ta đốn vậy? Ngã, ai đâu đốn tôi gãy luôn. Vậy là nó ngã nhánh rồi đó. Ừ. Gió quá gió cái lại đây nè. Ở đây đầu nhá động nhiều quá. Ai mới về luộc. Sợ ta sẽ rút cỏ. Dũng nào? Dũng nào? Nó gom cá xuống ha. Ồ ồ. Bữa nay canh canh bữa mấy bữa gại cả nhà. Bây giờ lại là thấy nó cạn chân rồi. Đây nè cả nhà Dũng bây này. Bây giờ mình canh nữa cả nhà. Gì ơi, thá gỗ vô bờ ra vô hang kìa. Đi. Dạ, xuống tát lên đây. Tát mớ cả nhà ơi. Kiếm thêm mớ nữa. Ở đây ụp quá trời ụp luôn rồi cả nhà. Ồ, lúa nè. Lúa này sao nó ngộ vậy anh? Hả? Sao ít bông quá vậy? Lúa ít bông mà ngộ. Ồ, quá này im nè em ơi. Cá dữ lắm luôn. Ừ, vậy tát đi. Cá ngộ xuống đây không? Dạ dạ, kiếm còn cá chê cả nhà ơi. Dạ dạ, kiếm còn cá chê. Tát còn bông đi.
Ờ tới lên bờ nó chảy xuống á. Kìa kìa kìa. Có. Có cái dây hả? Cá bự. Nó ụt một quặng đó, nó đang lùi luôn cả nhà. Đó, ảnh có tinh thần lại rồi. Có tinh thần lại rồi cả nhà ơi. Quá trời, gần cạn rồi cả nhà ơi. Vô ổ rồi. Vô ổ cái gồ cả nhà ơi. Bữa giờ mình canh bữa giờ. Vậy bắt mới đã, mới xuống tay. Ở bên kia có hang của con cua kìa anh, chà bá kìa anh. Cua à? Ừ. Sau lưng anh á. Gì hả? Bắt được rồi. Bắt được rồi anh ơi. Nó nẹt nẹt. Lấy cái thao, Khoan, em xuống. Để vô hụng luôn đi. Để hụng nha. Ừ. Ủa thôi, thôi. Con rồi nè. Nè cả nhà. Có khu dữ lắm luôn. Đó. Hai vô. Con. Đến rồi cả nhà coi. Đây nè. Ba con. Bốn. Trời ơi, quá trời cá luôn rồi. Nó, nó. Ồ, vừa mánh này cả nhà. Nó. Kìa kìa anh ơi, trong hang quá trời luôn anh ơi. Để từ từ anh bắt dài lại, để thôi nó trốn. Nè. Quá rồi. Nè. Trời ơi. Vô, ổ quá. Vô một bẻ một ổ luôn rồi. Quá rồi cả nhà ơi. Hai chồng hôm nay đi trúng mánh rồi. Gì vậy? Tâu ở đây nữa nè. Kìa kìa, lắp xuống kìa. Lắp xuống kìa kìa nè. Quá rồi, kìa mấy con cua luôn kìa anh. Cua dữ lắm luôn. Lâu lâu cũng phải đi trúng mánh bữa chứ. Nó. Thôi nó lót ra, ở ngoài trong hang lót ra quá trời luôn cả nhà ơi. Nó này chắc gần cả ký hết cả nhà. Ồ, nó. Phía ngoài luôn rồi. Nó, đâu đây đó. Ừ, bắt luôn. Có con cá gì trong đây nè. Đâu. Nó lên tìm kìa. Móc thử anh. Để chút tìm thử. Giờ mình kỹ. Ồ, cá lóc. Lóc tẩn. Ừ, được con cá lóc. Vậy là cái đây cô cường có cá chơi cho bự nha. Móc hàng thử. Hàng cua. Hàng cua hả? Làm từ từ thôi. Đừng gấp phát. Có cua hai ba con được luôn. Ồ, kìa. Quá rồi. Vô mánh rồi cả nhà. Nó. Anh ơi, qua anh móc cái hang nó thử nha anh. Nè nè. Có cua chà bá nè. Ồ, nó xuống dưới đây. Chuối dưới á. Hang hả? Ừ, hang đây nè. Anh nói hang sau lưng anh lên tim gì đó. Đây nè. Có không? Có sâu hả? Ua. Anh cô sâu mở cứng. Mò dài lại cả nhà ơi. Này đừng có manh động. Manh động nó... Đâu hả? Đâu đựng con cá lóc tẩn. Còn nữa. Con tẩn. Hay là lóc luôn đó. Kệ bắt cua nó hụt vô cái hụng đi. Để nó lỗ lú đậu hột ra hột vô hoài. Nè. Đây bắt cá rô nè. Quá trời luôn rồi. Chạy hồi lòn cái nó chui ra. Ủa tép nè em ơi. Tép nhiều không? Nhiều lắm nè. Ủa đu mé lừ con hết trơn kìa anh ơi. Tép nữa nè cả nhà. Ủa nhóc lại cho em ơi. Ôi ôi đừng. Cho em đi qua cái nha. Ừ. Đây con nữa nè. Ây dạ. Trắng động luôn. Hai con luôn. Nó. Luôn. Ở trên nó tuôn xuống anh. Ừ, đâu trên nó đắp xuống. Nè đây nè. Được cả nhà ơi, quá đã. Cái này đi trúng mánh nè. Anh phái anh cười hí hí hoài luôn cả nhà. Chứ không có bắt. Chán à. Chán quá. Nằm dưới đây lừ luôn nè. Nó nhảy dữ rồi kìa.
Nè đây con nè anh. Nè anh. Đẹp quá trời đẹp luôn. Đẹp con chà bá không chú. Chuối chuối nha. Chuối. Vô mánh nè. Đây sữa gột. Gột bự hả? Vừa. Vừa ăn luôn. Mình động nó cái nó lóc 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 lên thấy anh. Cái gù bự vô hang rồi. Chút bắt hát bắt hồi nãy có một con cá mà nó quặn tim đen luôn á anh. Ừ, cái gì cái lóc gì hồi nãy cái lóc nhỏ. Anh bắt mình thở kìa. Ồ oh, wow. Nó cái gì? Cái gù bự đó. Lóc hả? Ừ. Lóc nhỏ hả? Ừ. Mấy hàng này coi chừng có cá lóc bự nè. Đục nằm trong đây quá trời luôn kìa. Trong kẹt. Khôn ha. Bởi gì? Đi vậy mấy hàng kia. Anh. Đưa cái đầu cái nó lóc lên. Hai tay hai con luôn. Hai con. Bỏ giò luôn đó cả nhà. Ngồi bẹp luôn. Anh ở đây có cái hang hay gì anh chuối nước kìa kìa anh. Đây cua nhiều quá thôi. Bắt luôn đi. Bắt sợ kẹp cái gô á. Bắt à. Cái chỗ này người ta cản lại ha anh. Cho đựng lỡ hay là sao không biết tự nhiên chặn mấy cây nhiên. Cho đựng lỡ xuống. Nó chạy xuống ha. Lỡ. Rồi, giờ thục hang đi. Đưa mấy hang nè. Đây này. Cá vậy? Hai con thôi vậy? Hai con luôn. Đừng con. Quá trời luôn rồi. Ồ cái hang đó cũng có cái hang nữa đó hả? Ừ. Biết không? Giá có đựng con cá chê. Về nó ăn chua. Đây. Mấy hang dưới đây là có cua lắm. Có cua không anh? Hay cua vậy? Rửa cho sạch. Rồi. Mắc hoài còn hoài luôn ha. Rút bắt ngược lại là có nữa. Hồi bắt ngược đảo lại sau lưng ha. Nó hay lắm. Nó nằm im ghê vậy đó. Nhúng nhích bắt nữa là sao? Đây. Nó chuối ngay chỗ này vậy mà nãy kiếm có vợ cái nó chuối ha. Nó nằm nó dài ường đấy đó. Cái mình bắt nó rơi trên nè. Không có. Anh ở đây có mấy cái hang nè. Thục hang đi. Hang mới được. Nãy mình thấy hang là có cá xiềng đó cả nhà ơi. Dạ con cứ kiếm cá bự bự đây. Cá lóc. Cá lóc hả? Bự không anh? À, nhỏ. Vậy mà không có cá lóc bự hả? Ê nó nằm ở trong đây chứ không có đâu. Dây có cá lóc bự. Ngồi dái hoài. Nó cái gô đó. Dạ bẻ. Làm từ thôi. Gô anh. Bự không? Vừa. Ở đây có mấy con dũng dũng dãy 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 ngoài. Cái gô rồi, cho lên.
Ủa, gọi xuống dưới rồi. Còn không? Xuống dưới rồi. Còn cái con không? Không. Tại nãy mình tát á, nhiều khi cá gố chui vô hang cua anh. Ừ. À đây vòng vòng như mà hang cua nhóc chân hả anh? Cô này về đồ châu miêu ăn. Dạo này nó đòi ăn cá, phái ăn cá ăn cua lắm. Hàng nhỏ xíu rồi bác. Hàng nhỏ. Mà cua ngộ ha, nó làm hàng nhỏ xíu rồi siêu à. Được chưa? Anh trong ống bọng giống như em nhìn thấy giống như con cá vậy anh. Cái đâu? Nó. Đâu có đâu. Không phải hả? Không. Thấy nó trắng trắng. Ủa nó cái chóp ra chóp vô hoài. Bắt nó luôn đi. Ôi trời. Nông nông vô. Một con phải không? Ừ. Còn con nào? Còn. Còn con nữa. Hai con luôn hả? Ủa cá gô này có nửa ký lô á anh. Gì vậy? Cua. Ảnh ảnh bắt cá mà ảnh thở hơn cái gì nữa. Được chưa? Được. Cua cũng nhấp nha. Ừ, nhiều chứ bộ. Bắt cá lại. Giữ mời mấy này. Đây. Đó là cá đó. Đâu, chú vô đây. Chú hay thiệt chứ. Sao lưng anh á? Ừ, cá chơi, cá chơi. Bự không? Vừa, cá bự. Hẹn gì nãy giờ nha. Đi ra đây. Chơi, chơi, chơi. Đây em, đây em. Siêu à. Cái tại không, con biển cua kẹp. Gì hả? Cua dài bá kìa. Ừ. Khoan, khoan, em lấy tay ra, lấy tay ra. Anh lấy cái tay ra. Nó, ừ. nó. Có cái càng cua trong đó, ừ. dài bá gì cả nhà. Hàng chi nó dễ, dễ hoài. Bắt luôn về nuôi cả nhà. Đè đầu nó xuống. Không biết có con nào trống không đó. Ê, chỗ này ưa có chơi. Ơi, ở đây có cái chơi cái gì anh ơi. Ừ. Ngồi mình lội dạng dưới không anh? Chút về dạng dưới kia. Đi dạng dưới nha. Nó. Đây nè, ở đây con nữa nè. Nó, thấy không? Ừ. Hai ra hai con luôn. Tại vì nó có gô nữa, chuối hay lắm. Chút cho nó lóc lên. Ừ. Giống như mình quậy xịn hồi cái nó ngợp á. Nó lóc lên. Quậy quậy. Hay không? Hay không? Hay ghê không? Ở đây con nữa nè anh. Không? À, đây nè. Anh liễn nó lên luôn nè. Nó chín thật đất á. Bắt không được. Nhiều khi mình liễn nó lên. Ừ. Nhiều khi mà móc nó lên rồi không hay luôn. Ừ. Ở đây hình như có một con nè. Nó. Nó. Sạc. Sạc. Cái nó đó thấy không? Nó bóc bóc chú chuối liền ha. Chuối hả? Chuối. Quậy sình tê tả cái hỏi chòi đầu nó lên. Rồi, hết rồi, đi đi. Lên thấy gì? Ừ, lên đi chỗ khác đi. Đi kiếm chỗ nó thấy gì? Ừ, dạy chỗ nó có không có thì mình về. Có không có thì mình đi về.
Thế vậy là đủ ăn rồi đó ha. Dư ăn luôn rồi. Chúng được mến. Chúng được ổ này im. Sạch bụi. Rồi, về. Ê, ơi, đây nè. Trời ơi, nhớ hên thấy không, em quay lại rồi nữa rồi. Hèn gì nãy giờ ha. Đó. Trời ơi, nó văng vô con mắt của em muốn chết rồi nè. Có chừng kia chừng con á. Làm thấy vậy á. Đây nè, con cá rô nè. Em tính quay qua em chỉ anh con cá rô. Mà không ngờ là cái con cá lóc nó lại tù. Hay vậy ta. Nè, có chơi á, mình không thấy, không biết. Ờ. Nhiều khi anh đắp á, tự nó giờ cái nó chuối nó vô trong đó đó anh. Đừng con cá lóc bự. Hên. Bà đã. Trời ơi, bởi vì vợ chồng bữa nay đi là vô mánh rồi cả nhà ơi. Nó sao, ủa anh ơi, còn con cá chơi. Tự nhiên quay qua anh đụng cái... Con cua này là coi chừng là còn con cá dĩ dưới nó mới trồi lên hoài nè. Vậy đó hả? Ừ. Vậy anh hụt nó đi. Không biết có cá dưới không mà sao nó trồi lên hoài à. Kìa, nó trồi lên nữa rồi kìa. Đâu? Kìa, đưa cái cạn nó lên nữa rồi kìa. Thôi thụt thử coi. Thụt đó hả? Ừ. Hên đâu được con cá lóc. Nhà em đó nghe. Bắt cá không chuyên nghiệp rồi. Vô. Đợi cá ăn cua rồi đó. Ừ. Đợi cá ăn thọt rồi đó. Hạn chi hồi nãy nó quặn xịn đen đó anh. Ừ. Có không? Ừ. Cứng. Cứng hả? Vậy là không có rồi, vậy thôi đi lên luôn. Qua đã cả nhà ơi, được con mới. Đây nè. Con đó hả? Ừ. Nó không muốn cho mình lên đó anh. Ừ. Mình lên cái nó dòi đầu lên hoài vậy đó. Mấy cái hang bên kia là anh lấy hết rồi phải không? Ừ. Đủ rồi đó cả nhà ơi. Lên thiệt rồi nè. Ơi, tính lên thiệt kìa nè cái ơi. Cái sao? Biết chỗ này không biết còn con cá lóc nào. Nhiều cái chuối. Ơ à. Gì vậy? Cá gô. Lô luôn. Rồi nó không muốn cho mình lên rồi đó. Không ngờ cá lóc này chuối hay ha anh. Ừ. Bây giờ mình không thấy nó luôn. Gồ nó vậy? Có điện. Hôm nay bắt cá là vô mánh luôn. Nửa hồng bơi chưa không biết. Nạn cá gô nó nằm đây hay gì? Ừ. Không. Rồi, xong, đủ rồi cả nhà ơi. Lên lên. Lên. Nó hành quả đây. Hành quả đây. Dũng thứ hai nha. Rồi hai. Lên. Rồi hai vợ chồng đi kiếm thêm cả nhà ơi, thấy hay quá. Em đi trước đi để thôi xình không. Không, cởi đi. Ha. Mình em cũng dơ sẵn rồi. Hai chồng đi kiếm thêm cả nhà ơi, ham quá ham rồi. Xong cả nhà. Trời ơi nó đã gì đâu. Con gì? Mới không à. Cái từ gần lúa nè, cái người ta xả nước ra. Cái cá nó dồn lại một dũng á cả nhà, nó động lại một miếng nước á. Cá nó dồn lên dũng. Ở đây khô gan quá vậy. Khô gan. Đi đằng trước đi. Đi dài dài đằng đây kêu còn chúng nào cái gì anh đọc bìm 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 hả bìm bìm thật sủ rồi đó không biết cái đầu này có cái dũng nào không khô luôn hả đây cũng không có nữa xuống dưới cái nữa đi không có mình đi về đây không có dướng. Chút lộ bên đó mình đi dài dài vậy. Ừ. Hồi lội ngang xong rồi đi dài dài luôn. Mình kiếm luôn ha. Ừ. Khó mình tát. Đây cỏ dữ. Quá trời cỏ. Ở dưới quê dễ đây kiếm ăn lắm cả nhà. Dưới quê dễ kiếm ăn lắm. Tùy theo mùa ha. Ừ. Mùa nào cũng có cá hết nhưng mà tùy theo nó loại cá. Ừ. Quay tới mùa nước nổi rồi tới cá linh nữa nè cả nhà. Giờ hết rồi hả? Lội nha. Lội đi.
được không? Được. Đổ này vô đây luôn quá. Gì? Đổ vô. Đổ cái gô vô đó luôn đi. Hay không? Mình rửa lại. Quá lãi cả nhà. Mở. Rồi hai chồng loại ngang xong cả nhà ơi. Cái mồi à. Gì vậy? Có cây không vậy? Một cái. Có này cắt đau lắm đó. Có giòn. Có đó, có rồi, có cho bò ăn. Ừ. Rồi lại đi. Được chưa? Rồi. Lội vô 3 mét này nè. Sâu quá anh ơi. Lội á. Rồi. Mệt quá cả nhà ơi. Đó, mới vừa lội xong ngang bên đây cũng có cái vườn chuối đó. Cái chỗ nãy mình lội bên kia. Phải lần ngang đây. Ở đây không có trồng chuối sáp chứ ha. Ừ. Trồng chuối xiêm luôn, cái xiêm. Chuối lá xiêm. Ở lúa này xanh thế anh. Còn lúa đằng mắt sáu đằng nó dạng trơn rồi. Thì bắt đầu từ ngoài đó cắt dài dài vô đây mà. Gì hả? Vô đây nó mới vàng lại. Ừ. Ừ cá chơi, cá chơi, cá chơi, cá chơi. Lấy cái gỗ xúc. Được không anh? Đốt vô, đốt vô. Hay vậy? Ở trong lúa á. Ê, lên cái gỗ à, thấy cái gỗ xuống. Cho lại em. Bự không? Cái chưa cắt ngon lắm. Phòng xuống dưới, chui xuống dưới bắt rồi cả nhà. Rồi, rồi. Chú ra rồi. Đắp lại đi, đắp tắt luôn. Sẵn rồi, đắp tắt luôn đi anh. Giờ hai chồng mình xuống đắp đó tát luôn cả nhà ơi. Nó chạy ra đây rồi. Đắp này nặng lắm. Tại nó giờ hai vợ chồng tát cũng cạn rồi cả nhà ơi. Mệt. Một cả nhà nghĩ một cái nguyên một cái khung lũng là mà bự như vậy nè mà nước nhiều nữa. Cái rồi. Nè anh đổ cá vô cái thùng đi. Ừ. Chuyển qua. Đó, cá với cua. Trời ơi. Quá đại cả nhà. Một thao như này cả nhà. Ôi, trời. Cái ngoài hết anh. Nè, cái ngoài nhấp cho anh bắt cua vô kìa. Trời ơi. Rồi xuống bắt cả nhà. Cái bự. Đâu 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 đâu. Nó đã. Cái gù chà bá luôn. Đây nè, đây nè em. Đâu đâu nè. Ồ ồ. Cái gù bự vậy hả? Ừ. Ừ, đó con nó kìa. Nó bự không à. Bữa nay hai chồng đi chú luồn cái lô bự rồi cả nhà ơi. Gì anh? Nhìn học sâu chứ. Đây nè, ồ, cái gỗ. Nguyễn Dũng này bắt cũng hơi bị mệt nè. Tại đất nó lung anh. Ừ. Biết cá chơi này còn không? Hồi nãy có con cá chơi mà Phong bắt bị ruột đó cả nhà. Không biết còn không nữa. Ừ. Nãy nó lùi xuống dưới đó đó anh. Quá. Ừ, gì vậy? Ừ, không. Ờ, cá chơi đúng tiêu rồi. Nãy mới thấy còn rồi. Đây nè. Đâu. Bự bự. Dữ không? Hả? Dữ không? Hai ba con, không biết có. Hai con. Cá bự cái gì vậy? Ừ. Đã vậy? Một con. Đèn con. Đèn con dừa. Ở đây cũng có mấy cái hang nữa nè anh. Ừ.
coi không? Gì qua mấy hàng này. Đây. Rồi kéo cục đất ra. Mấy hàng này. Có không? Ốc không? Không có luôn hả? Ừ, nó mấy ốc rồi. Trời. Cua. Cua hả? À, cái gấu đưa lên kìa anh. Đâu? Kìa kìa kìa, đây nè. Đây nè, đây nè, đây nè. Ừ, cái chai, cái chai, cái chai. Ê, con cái gì quẩn trong cái vỏ kìa. Ờ, à, lấy cái gỗ đi. Xúc quá thao kìa anh. Để cái gỗ đi hết sao. Ủa, cái chai cũng trồng 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 trời. Cái chai trắng, cái chai nãy ra anh. Cái chai trắng nãy nè, nãy nó lóc lên cả nhà. Mới tát nè, không thôi không lóc, không tát nữa. Kìa, cho mấy cái hang hang đó kìa anh. Coi anh. Cục đất đó đó. Ê, ê, có chai, chai, cái chai nhỏ. Ê, 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 cái chai này đất nè. Hai con kìa, lóc ra đó. Kìa. Ừ, trong gỗ lóc ra. Cho nó vô gỗ đi. Đưa gỗ vô, nghiêng gỗ ra. Này phải cho nó vô thùng luôn á. Ừ. Ừ. Một con. Con nhỏ. Đây, còn con này nữa nè. Nó nãy nó lóc ra đó. Ê ê ê ê. Giờ nhảy dữ vậy bạn. Không được, không được, đưa gỗ vô, cho nó lùi xuống luôn. Để nó xuống dưới nước là khó lắm lắm á. Lại cho nó lóc vô. Ừ. Rồi. Hả? Đưa thao úp lại. Đưa thao úp lại đi. Ừ, chồng lên. Hết chạy. Ồ, cá gù bự được tiêu. Giống như cái chơi nữa vậy. Phải không? Lóc nhanh lắm. Tuyệt vời. Thôi, cái chơi, cái chơi. Đùa nó lên bờ đi. Ủa, ở đây cái chơi dữ anh. Ừ. Nó, còn được con cá chơi nhỏ nữa cả nhà. Mạnh vô. Đó. Anh à, được ba con. Lơ mơ ở đây còn có chơi nữa nè anh. Ừ. Cái gì vậy? Cái chơi. Chơi nữa hả? Ừ. Ồ. Chị con mà, chị con. Nuôi. Kìa, đây đây đây, đây đây đây. Cái gì vậy? Cái chơi nữa gì đó. Gô. Gô hả? Ừ. Thấy nó lóc lóc lia lịa chứ. Đây nè anh, đây nè anh. Cái gì? Đây nè, không biết cái gì mà nó lóc nè. Như thế này nè, ừ. Con. Không. Ừ, cái gô bự nè. Đâu? Đó, đựng con cái gô bự. Cái gô bự. Ừ. Còn không anh? Mình thấy không ấy rồi. Vì là mình tát ra mình bắt được có mấy cái chơi. Chứ cái gô đâu có nhiều đâu. Gô chuối hay lắm. Sợ chuối ha. Ừ. Chứ nữa mình tát ra là cái gô dữ lắm. Chưa. Cái gô bự hả? Đằng nào sao mình nói lên là cũng có nó gô hết trơn vậy anh. Rồi. Nó đây, đây nè. Nè, mới đánh đuôi đây nè. Con. Ừ, thấy không? Kẻ sau lưng anh nữa đó. Ừ, trong đó đó. Không. Như được rồi. Vậy thôi lên. Nước lên. Vậy. Đủ ăn rồi cả nhà ơi. Quá vui luôn. Ba Dũng rồi đó, còn gì nữa. Xả đây ra cho người ta rồi đi về. Này canh canh là nửa xuống đây, nửa xuống đây nữa. Ừ. Tại vì cái gô chảnh nó ụt nhiều với lắm. Ừ. Wow. Nước tràn xuống nè cả nhà. Rồi lên thôi cả nhà ơi. Hai chồng đi tắm rửa xong rồi về. Ôi, cá rửa sạch cả nhà ơi. Đổ ra cho cả nhà coi. Ôi, cá lóc, 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 lóc bay. Cái cái không sao. Sợ cái chơi cái lóc nhìn rồi vậy. Bộn nha cả nhà.
mấy cô chỗ ra riêng đi. Ủa có chơi ngon thấy ghê trời. Có chơi con nữa cả nhà. Con có lóc tửng nữa kìa anh. Thấy rửa mấy thùng mới được. Múc thao nước lên luôn. Lóc tửng nhảy ra ngoài. Nè. Đã chưa cả nhà. Cua cua đi đâu. Đó. Ồ nguyên một gỗ cá luôn. Hôm nay hai chồng quá trời trúng mánh rồi cả nhà ơi. Yeah. Rồi cua 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 bò kệ bỏ vô đây đưa chung luôn đi. Bỏ chung luôn hả? Ừ. Anh phải sóc cho nó ra ba đất hết nè. Còn đất nữa kìa. Nhảy hả? Ê da trời vô mắt luôn hả? Nhảy hả? Trời vô mắt rồi. Nguyên gỗ cá luôn. Quá trời ngon. Ừ. Còn cá lóc, cá chê. Cá gô khủng. Anh nghĩ là còn con cá chê nữa mà chắc nó chưa xuống á. Ừ, nó sợ nó lóc ở trên hang trên kia, anh làm ổ trên giữa lúa á. Đó, ngon cả nhà. Đó. Cái gô này mà kho tổ một cái. Quá đã. Hôm nay hai chồng vô đây trúng mánh này cả nhà, tính kiếm bữa cơm chiều mà thấy cá ham quá cái đi kiếm dũng này dũng khác bắt bắt hoài luôn. Ngồi đâu được một đống. Trời ơi. Không có dám bắt cá chê. Ồ, cá chê bự bự không cả nhà ơi. Cá gô. Ờ cá gô. Đâu được con cá chê bự nãy nè, phải không? Ừ. Con cá chê bự rồi. Cua nhóc chưa? Chỗ đó cua nhiều lắm. Có cua cần kình đấy chứ. Được con cá chê này. Cá chê này cá chê trắng không? Chê trắng. Chê trắng. Ở trong lúa này có chê trắng không à? Nướng mà ngon lắm cả nhà. Cá lóc cũng hiếm mà. Ừ. Cố lên. Ừ. Rồi vô luôn. Vô hùng cho khỏe một chút. Cá gô bự bự không chứ bộ anh? Cá bự mình ăn, cá nhỏ mình thả vô bồn ha. Ừ. Rồi có mấy con cá gô chết rồi. Thì giờ hai chồng chuẩn bị về nha cả nhà. Nếu mà cảm thấy video của vợ chồng hãy nhớ đăng ký và share ủng hộ kênh của hai vợ chồng mình nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại cả nhà ở video kỳ sau. Tạm biệt cả nhà. Bye bye. Bye.